Trước tiên đó là buổi sáng nay nửa giờ đầu chúng ta sẽ thực hành về là động mạch tĩnh mạch chi dưới, xong rồi nửa giờ sau của buổi sáng đó là chúng ta sẽ có cái phần của động mạch thận rồi cái ABF, và bắt đầu cái giờ chiều đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hành cái động mạch tĩnh mạch chi dưới, bởi vì nhiều khi chậm anh chị chơi được hoặc là chúng ta sẽ, nếu mà các anh chị thấy cái phần mà động mạch cảnh buổi chiều đó, mà nếu mà các anh chị thấy nó chưa có muốn làm tiếp gì đó vân vân, nó còn máy thì các anh chị chúng ta sẽ cứ vẫn thực hành cái phần đó cho đến buổi chiều. Và chúng ta vẫn nhớ rằng cuối buổi sáng, khoảng nửa tiếng cuối buổi sáng và nửa tiếng cuối buổi chiều là bác sĩ Trọng sẽ có cái phần review lại và cho những cái ca bệnh lý. Thế nên là có thể các anh chị chờ nửa cuối buổi sáng và vào cuối buổi sáng và cuối buổi chiều chúng ta sẽ có cái phần đó các anh chị ha. Dạ vâng. Các anh chị bây giờ là để cho nó, tại vì hôm nay mình làm cái động tĩnh mạch chi dưới và như vậy thì mình muốn kết hợp làm, thì tôi nghĩ là tôi sẽ hướng dẫn vừa động mạch vừa tĩnh mạch luôn các anh chị ha. Rồi sau này khi mình về làm thì tùy cái chỉ định làm hoặc là động mạch hoặc là tĩnh mạch nha. Đó, như vậy là nó đơn giản nhất. Thì đầu tiên tôi cũng phải hướng dẫn ở trên cái máy một chút trước khi mình làm cho bệnh nhân. Sau khi mà nhập tên tuổi bệnh nhân đó, thì mình chọn cái đầu dò. Thì là cái mạch máu chi dưới đó thì mình vẫn dùng cái đầu dò là 12. Nhưng mà để mà khảo sát từ đầu đó thì các anh chị nói như lý thuyết đó là mình sẽ làm từ cái phần bụng này, tức là từ chỗ chia đôi của cái động mạch chủ bụng đó và đi xuống. Đó. Thì là cái này thì chắc có lẽ tôi phải hướng dẫn luôn mình đi khảo sát như vậy. Thì đó là một cái khảo sát cho phụ bình thường thôi. Nó có cái ở đây. Dọn vô. Rồi. Sau đây anh chị chọn cái đầu dò. Năm chân. Đấy, mình chọn cái đầu dò con bé. Rồi. Chọn cái ở. Ok. Về cái tư thế nằm thì tôi xin nói các anh chị như thế này, bởi vì mình làm kết hợp cả hai thì trước mắt tôi làm bệnh nhân ở tư thế nằm. Lý tưởng để khám cái khám động mạch chi dưới thì bệnh nhân nằm ngang bình thường, nhưng mà nếu mà khám tĩnh mạch chi dưới đó thì mình phải có một cái giường mà cái đầu nó cao, một cái giường thẳng á, giường thẳng mà cái đầu cao chân thấp, tức là ngược với cái tư thế trên đường, tức là cái đầu mình nó phải cao. Và mục đích á, là để nó dồn máu xuống chi, thì lúc đó thì những cái suy tĩnh mạch nhẹ đó là mình phát hiện được. Còn nếu ví dụ như các chị người ta lâm sàng người ta nghĩ đến huyết khối thì mình không có cần thiết phải cho nằm đầu cao chân thấp. Các chị hiểu ý chưa? Cái mục đích đầu cao chân thấp á, là để nó tăng cái áp lực lên cái hệ thống tĩnh mạch để nó bộc lộ cái suy tĩnh mạch ra. Còn nếu mà lâm sàng người ta không nghĩ đến suy tĩnh mạch thì người ta không bắt buộc phải nằm đầu cao chân thấp, bởi vì cái giường mà đầu cao chân thấp là không phải lúc nào mình cũng có được. Thật ra là nhiều khi mình phải làm bằng cái tư thế như hôm nay mình làm, là mình phải làm bằng cái tư thế Fowler, tức là mình dựng cái lưng lên, tức là mục đích là cũng để dồn máu xuống dưới chi. Các chị hiểu ý không? Đó, thì khi mà mình làm như vậy á thì là cái gì, nếu mà mình nằm đầu cao chân thấp mà trên một cái giường phẳng á thì nó sẽ dễ dàng làm việc khi mà mình cho bệnh nhân nằm sấp, bởi vì mình có một cái đoạn cái vùng dưới bắp chân này là mình cho bệnh nhân nằm sấp. Còn khi mà mình nằm cái tư thế Fowler thì
bệnh nhân nằm sấp rất là khó chịu. À, và bây giờ mình sẽ bắt đầu khám cái từ cái vùng động mạch chủ bụng. Thì là cái động mạch chủ từ cái động mạch chủ bụng trở xuống á, thì nếu mà cái người bệnh nhân mà hơi mập một chút á, thì rất là khó cảm giác đó anh chị. Đầu tiên thì các anh chị lưu ý rằng là đi trên cái màn hình này thì cái roadmap ở cái indicator nó nằm ở bên này, thì cái g địa điểm tôi phải để như thế này rồi lát anh hàng à. Thì mình sẽ rà dọc theo cái động mạch chủ bụng, thì là các anh chị đưa đầu dò vô, các anh chị thấy cái chỗ nào đập đập thì tròn tròn đen đen đập đập thì đó chính là cái động mạch chủ bụng. Bây giờ mình sẽ đầu là đến đây là cái chỗ chia đôi, cái gì ha, chia đôi động mạch chủ, tức là nó là động mạch chậu chung bên phải và động mạch chậu chung bên trái. Thì sau khi đi từ chỗ chia đôi thì các anh chị phải cắt vuông góc của cái hướng của cái động mạch chậu chung, tức là nó hơi xéo như thế này, đi xuống. Thì đó, nguyên tắc là các anh chị phải định vị mạch máu ở trên các cánh ngang vậy ha, đi xuống. Thì có những cái bệnh nhân rất là khó, ví dụ như đó, như bác này, cái thành bụng nó khá dày, nó rất là khó còn. Cái trở lại cái bên trái thì các anh chị cũng vuông góc với cái hướng của cái mạch máu. Mình làm sao cố gắng mình để cái lát cắt ngang, cái mạch máu cắt ngang nó nằm ở giữa cái màn hình để mình không có mất định hướng anh chị ha, là mình cố gắng vừa làm vừa điều chỉnh cái tay cầm đó sao cho nó nằm giữa cái màn hình đó. Thì rằng là đó là cái khảo sát cái vùng trên bụng, nhưng mà thực tế là đó, khi các anh chị làm cái chi dưới đó, nếu mà thông thường tôi làm thì tôi sẽ bắt đầu từ cái nếp vẹn trở xuống. Nếu mà từ nếp vẹn tôi thấy hai bên mà nó tương đối không có vấn đề gì thì tôi không có lên trên nữa, còn nếu nó có vấn đề thì tôi phải bắt đầu, tôi bắt buộc phải làm lên cái gốc cái gì ha, bởi vì là ra cái đoạn bụng này rất là khó, không phải lúc nào mà cũng là dễ dàng mà cái gì thấy nó mờ mịt. Chỉ có điều rằng là những cái ca mà nó có bệnh lý thì thường là nó rất là rõ để mình thấy cái gì ha, khi mà nó có bệnh lý. Rồi sau khi như vậy thì cái đoạn bụng mình cho qua miệng xuống cái đoạn ở dưới vùng cẳng chân. Cẳng chân thì mình phải đổi cái đầu dò, mình phải đổi đầu dò qua cái đầu dò 12 MHz. Thì tôi khuyên các anh chị rằng là ngày xưa đó thì cái đầu dò nó tới chừng 7.5 thôi, nhưng mà bây giờ để mà đánh giá tốt mạch máu và đánh giá tốt cái mô mềm đó, thì các anh chị nên chọn cái đầu dò 12. Như mình chọn cái vascular cái mạch máu. Và bây giờ thì nó có hai cái để mình chọn lựa, hoặc là mình chọn tĩnh mạch chi dưới hoặc là chọn động mạch chi dưới. Tại sao như vậy? Tại vì máy, khi người ta bán máy, người ta sẽ cài đặt những cái thông số tối ưu để cho mình làm cái tĩnh mạch. Nếu mình chọn tĩnh mạch thì chẳng hạn, thì là nó có những cái thông số tối ưu để mà mình làm. Cái thứ hai để tức là mình sẽ ít điều chỉnh nhất. Cái thứ hai đó là nó có một cái tính năng rất là quan trọng, tức là cái annotation, tức là ví dụ như là mình nhấn vào cái command đây đó thì nó sẽ hiện lên. Ví dụ như là mình làm, bởi vì mình làm rất là nhiều đoạn thì mình phải đánh dấu ở trên cái hình của mình đó,
để khi mình đọc kết quả nó không có lẫn lộn. Các chị hiểu ý không? Nó lên ra một loạt hình mình đọc kết quả. Ví dụ như rằng là tôi muốn tôi đang khảo sát cái định mạch hiển lớn ở bên phải, thì tôi sẽ chọn như thế này. Nó có sẵn hết, mình không có đánh tên. Các chị hiểu ý không? Đây là các chị cái như vậy thì tôi nhắc lại, tức là nó có một cái nút rất là quan trọng, tức là mình nhấn cái nút cầm ăn này, thì nó sẽ hiện lên cái bảng annotation này. Thì các chị thấy ví dụ như mình khảo sát cái định mạch đùi chung ở bên phải thì mình sẽ chọn như thế nào? Đây, chọn right, rồi cái common severance band đó, mình chọn ra. Thì như vậy thì khi mình đọc là nó không có lẫn lộn, mình khó khăn. Bởi vì các chị biết rằng là các chị phải làm hai bên và làm nhiều cái khúc mạch máu, cho nên các chị không có đánh dấu như này là sau các chị cũng có đọc được. Đó là một. Và cái thứ hai đó, cái lúc đầu tôi nói tức là nó có những cái thông số tối ưu cho mình khảo sát. Rồi bây giờ ví dụ như tôi chuyển qua tôi làm động mạch chi dưới đó, thì là những cái thông số người ta cài đặt để mình cũng ít phải điều chỉnh. Và khi mình nhấn vô cái phần mặt thì nó ra cái khác. Ví dụ như đây cũng là ra, nhưng mà lúc này là form several artery, lúc này là nó lại ra là cái hệ thống mạch. Cái gì hiểu ý không? Thì cái gì phải tận dụng tối đa cái này để mình đỡ cái thời gian thao tác. Người ta làm sẵn như máy rồi, mình lấy mình ghép vô thôi. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho bệnh nhân tôi thôi. Bây giờ tôi đang để cái độ làm động mạch lên, mà tôi sẽ làm chung cả hai hệ. Thì mình sẽ làm từ cái nếp bẹn trở xuống đó chị. Mình nhấc cái đùi mông, nhấc cái mông lên chút, mông nhấc cái mông lên chút rồi. Thì thông thường á là đối với phụ nữ thì các chị nên cho người ta mặc váy ha. Rồi mình dùng cái giấy hoặc khăn mà mình kẹt ở cái vùng đùi nè. Trước khi mình làm cho nó khỏi dính giờ. Rồi bây giờ mình kiểm tra cái đầu giò. Như vậy thì mình sẽ cầm cái đầu giò như thế này. Mình để ngay giữa cái nếp bẹt để mình điều chỉnh mạch máu. Ngay giữa cái nếp bẹt các anh chị ha. Thì là bây giờ mình phải điều chỉnh sao cho cái hình ảnh nó đẹp lên. Đầu tiên thì tôi sẽ chỉnh cái focus. Thì các anh chị nhìn cái số 5 đó. Đâu rồi? Nhớ cái này cái nó tiêu rồi ha. Cái số 5 á là cái focus position á, thì bây giờ nó có hai nút. Bây giờ tôi sẽ nhấn vô thì nó sẽ chuyển cái highlight qua focus number. Tôi thì thông thường tôi chỉ làm một focus thôi, cái này nó hai, giờ tôi giảm bớt đi một focus. Rồi cái thứ hai tôi nhấn vô lại thì nó chuyển lại cái position, thì tôi chỉ điều chuyển nó. Rồi bây giờ cái hình nó vẫn chưa có đẹp lắm, bây giờ mình chỉnh cái gen total có vẻ là khá hơn rồi các chị ha, rồi khi mà làm rồi bắt đầu mình sẽ rà từ trên xuống. Công cụ này cũng có cái thì mình làm như thế này, cắt như thế này, thì cái đây là cái động mạch nó đang động nè ha. Và cái tĩnh mạch thì đẹp đẹp à, thì đây là cái động mạch đùi chung và đây là cái tĩnh mạch đùi chung. Chị thấy không? Tĩnh mạch thì đó, bình thường này đẹp đẹp, phủ kính thì bình thường nó bằng nhau. Rồi bây giờ tôi sẽ làm cái nghiệm pháp để vùng bụng để các chị xem cái phủ kính của hai mạch máu nó như thế nào. Nó hơi to nên chụp bác này. Bác giúp rạch cái cầu không? Bác rạch như thế. Căng cái bụng lên. Đó, rồi thở bình thường đi bác. Đó. Cho nhỏ lại một chút. Rồi, bác bật ra bình thường. Căng bụng lên, xin bụng lên. Đó, rồi thở bình thường đi bác. Đó, thì khi mình làm cái nghiệp pháp Anshamba mà nó đáp ứng như vậy đó, là chứng tỏ cái mạch máu mình nó, cái tĩnh mạch của mình nó thông thoáng từ cái tĩnh mạch chủ dưới cho đến cái độ khảo sát.
Còn nếu mà nó tức là từ cái đoạn đầu lúc mà cái độc cái tịnh mạch chủ dưới nó tách ra đó, tịnh mạch chủ trung bên phải và tịnh mạch chủ trung bên trái. Còn nếu mà nó có huyết khối hoặc là chèn ép thì cái nghiệp pháp này nó sẽ không có đáp ứng, tức là nó sẽ không có dùng máu xuống như vậy. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển sang lát cách dập. Lát cách dập thì các vị thấy rằng là rõ ràng là trên thực tế bệnh nhân thì không phải là cái hình nào nó cũng đỏ đẹp và rõ như cái hình minh họa trong sách các chị ha. Đó, nhưng mà rõ ràng trên bệnh nhân này là nó có vấn đề ở cái động mạch luồng chung. Các chị thấy được cái mảng vữa sơ không? Thấy không? Đấy là cái mảng vữa sơ. Thì những cái trường hợp này đó, những cái trường hợp này thì tôi sẽ ấn đầu giò như thế này. Đó, hơi ấn đầu giò một chút. Rồi tôi cho cái bắt buộc cái này là mình phải cho cái floor up level để cho nó rõ. Và cái hướng cạnh bên học màu như thế này là ok không? Cần phải điều chỉnh không? Được rồi ha, bây giờ tôi chỉnh ngược lại. Đó. Đó. Nếu mà tôi chỉnh như thế này là đúng hay sai? Chỉnh như này là sai, đúng không? Rồi bây giờ tôi điều chỉnh lại. Đó, chỉnh như này là đúng. Và như vậy thì cái lọc mạch như thế này mà nó ali từ đầu đến cuối như vậy là không có ổn, đúng không các anh chị? Thì bây giờ mình tăng cái PRF, cái gì nhìn cái số 5 đó, nó đang highlight ở PRF. Mình tăng cái PRF lên thì các anh chị thấy rằng là cái nó mất dần cái ali đi. Đó. Cái này nó hơi bị lem màu một chút thì mình giảm cái gam màu, tức là chính cái này. Tôi nghĩ là mình có thể đo được. Thì là tôi thông thường á là mình sẽ chọn cái chỗ mà nó dày nhất của cái mặt vữa sơ mình đo. Thì trên trường hợp này thì tôi sẽ nhấn đo cái độ hẹp ở cái chỗ này. Tôi sẽ nhấn cái stenosis, chọn cái stenosis. Thì nó sẽ hiện lên diameter hoặc là video, thì mình sẽ chọn cái diameter này. Rồi, nó sẽ xuất hiện cái con rõ này. Chỗ này có lẽ là cái mặt vữa sơ dày nhất. Mình sẽ tiến hành đo đạc. Tôi sẽ đo cái lòng của nó trước. Đó. Các chị có thể chọn đo lòng hoặc là cái đường kính ước lượng trước cũng được, máy nó hiểu hết. Cái thứ hai là tôi đo cái đường kính ước lượng. Đây. Đó. Thì nó sẽ cho ra hẹp khoảng chừng 40% độ hẹp. Tôi ở trên máy này nè, các anh chị có hai cái nút, ví dụ như máy này người ta cài đặt cái P2. Cái P2 này đó là dùng để mình lưu cái hình siêu âm và in ra giấy. Còn cái P1 là để lưu video clip. Những cái video clip tôi trình bày cho anh chị là tôi làm bằng những cái tính năng này. Bây giờ mình có thể coi lại những cái video clip đó, cái video clip tôi vừa lưu. Cái này là coi từ video clip chứ không phải là từ bệnh nhân hay gì ha. Đó, mình không có đụng cái đầu dò, coi từ video clip. Thì những cái này nó rất là tốt để các chị tham khảo về sau, hoặc là ví dụ như tôi đang giảng dạy các chị. Bây giờ mình làm tiếp. Như vậy là cái độc mạch thì các chị thấy là bây giờ tôi nói độc mạch trước, như vậy là bệnh nhân này rõ ràng có mạch vữa sơ. Mình đi xuống thì mình sẽ cho nó nằm dưới đầu nhỏ các chị.